Nhưng dòng wiki 3 trong 1 có nghĩa là gì? Với quan điểm của em Hiếu, 3 trong 1 ở đây có nghĩa là anh chỉ có thể vừa thưởng thức, làm quà tặng hay là trứng ở trên kệ. Và ngay bây giờ thì em Hiếu sẽ giới thiệu đến anh chị 3 chai wiki 3 trong 1 có giá dưới 3 triệu đồng. Không nên bỏ lỡ trong dịp Tết 2024. Việt Nam tự hào là quốc gia đầu tiên trên thế giới được thưởng thức hương vị của dòng XA19. XA19 là tinh túy được bậc thầy Jim Beveridge chế tác dựa trên hương vị của nhiệt đới. XA19 được sự góp mặt của những bậc thầy chứng cất ở vùng Speyside. XA19 nổi bật với hương thơm ngọt ngào của kẹo bơ, mật ong và đường nâu. Tiếp đến là hương vị của khói nhẹ và để lại một hậu vị thơm ngát và kéo dài bởi hương thơm của hũ xôi. Và tiếp đến đó là dòng Chivas 18 Blue. Chivas 18 Blue được pha trộn bởi bậc thầy tinh hoa Colin Scott. Sản phẩm này còn có chữ ký của Colin Scott ở trên vỏ chai. Và cuối cùng đó là dòng Singleton 15. Singleton 15 được hai giải vàng năm 2012 và 2013 về dòng whisky mạch nhà đơn cất có tuổi từ 15 năm trở lên. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về các dòng vàng và dòng whisky khác, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737. Và anh chị đừng quên bấm theo dõi kênh Avino Chính Hãng để liên tục được cập nhật những cái thông tin mới nhất về rượu vang, rượu whisky vào ngày mai.